Rồi chúng ta sẽ học về phương trình lượng giáp. Nhưng mà ở đây nhá, thì trong mấy cuốn sách thì họ đã lồng ghép một cái nội dung trước khi học phương trình lượng giáp, đó là phương trình tương đương nhá. Đấy, họ sẽ ghép cái nội dung là phương trình tương đương. Phương trình tương đương. Thì sau khi học xong cái bài này thì các em thoải mái sử dụng phép biến đổi tương đương này này đó nhá. Học xong cái phần A lớn này thì các em thoải mái dùng dấu tương đương, được chưa? Đấy, nhưng mà chưa học thì trước nay chúng ta cứ phải cứ mỗi lần viết cứ phải xuống dòng như đang viết văn đấy, thì nó không được gọn lắm. Đẹp thì đẹp thật, thế nhưng mà nó dài lê thê là nó không hay. Rồi thì câu hỏi thứ nhất là thế nào là nghiệm và thế nào là tập nghiệm. Thì cái này học lớp 10 rồi, bây giờ tôi nhắc lại một chút xíu như sau. Tôi lấy ví dụ như sau. Ví dụ xét phương trình. Phương trình tôi viết tắt. Chẳng như là x trừ 3 bằng 0, cho nó càng đơn giản càng dễ học. Được chưa? Đã xét cái phương trình này. Thì khi mà thay x bằng 3 vào phương trình như trên. Thay x bằng 3 vào. Thì ta thấy là 3 trừ 3. Đúng là bằng mấy nhỉ? Đúng bằng 0 chưa? Đúng. Như vậy ta sẽ nói rằng x bằng 3 là nghiệm. Xin nhắc lại, nó chỉ là nghiệm thôi. Được chưa? Và khi đó chúng ta kết luận là như sau. Là chẳng hạn như chúng ta sẽ thay một cái khác vào nhé. Ví dụ như thay x bằng 4 vào đi. Thì ta thấy thay x bằng 4 lên trên. Ta thấy là 4 trừ 3 bằng 0 hay khác không? Khác không? Như vậy ta sẽ nói rằng x bằng 4 không phải là nghiệm. Đấy, thay vào mà thấy bằng 0 thì nó là nghiệm. Thay vào mà thấy khác không thì nó không phải nghiệm. Thế thôi. Được chưa? Ok, một ví dụ khác là xét cái phương trình. Chẳng hạn như là x bình phương trừ 4 bằng 0. Thì đây là phương trình bậc 2. Thì cho dù là học sinh lớp 9 hay học sinh lớp 10, thậm chí học sinh lớp 8 nó đưa về giảng tích thì nó giải được. Thì các em dễ dàng nhận ra phương trình này có mấy nghiệm nhỉ? Hai nghiệm đúng không? Thì các em nhận ra luôn là có tất cả mấy nghiệm đấy? Có tất cả hai nghiệm thôi. Chỉ có hai nghiệm thôi. Đấy, thưa thầy dùng chữ hoặc hay dùng chữ và thì chắc không thèm hoặc không thèm và luôn. Một nghiệm là x bằng hai, một nghiệm x bằng bao nhiêu? Bằng hai. Được chưa? Có hai nghiệm và tập tất cả các nghiệm của nó, tập tất cả các nghiệm của nó, tập viết tắt của tập hợp đấy, tập tất cả các nghiệm. Thì được gọi là tên của nó là gì? Tập nghiệm. Tập nghiệm ký hiệu với chữ gì? Thì chữ dị được. Tập nghiệm nó là một tập hợp thôi mà. Tập nghiệm nó là một tập hợp. Thì các em sử dụng ký hiệu tập hợp là sử dụng một chữ cái viết gì ạ? À? Một chữ cái viết im. Các em ký hiệu nào được. Được chưa? Chẳng hạn như bài bên trên này thì tập nghiệm của nó là S bằng bao nhiêu ạ? Chỉ có một mấy phần tử thôi ạ? Có một nghiệm thôi. S bằng gì? Bằng 3. Thế còn phương trình bên dưới này thì tập nghiệm của nó S bằng bao nhiêu ạ? Mấy phần tử? Hai với âm gì? Âm 2. Được chưa? Rồi đấy, thế nào là nghiệm và thế nào là tập nghiệm? Xong. Phần thứ hai, thế nào là hai phương trình tương đương? Thì định nghĩa như sau, định nghĩa là xét phương trình fx bằng 0. Phương trình này có tập nghiệm. Thường thường thì các sách người ta hay ký hiệu tập nghiệm với chữ S nhé. Còn mình không nhất thích chữ S, mình dùng chữ khác nha em nhé. Ví dụ mình tập nghiệm là A đi, thoải mái nhé. Không vấn đề gì đâu. Tập nghiệm nó là một tập hợp và đã là một tập hợp chúng ta thể sử dụng bất kỳ một chữ cái nào nhé, một chữ cái viết in trong bảng chữ cái tiếng Anh nhé, đừng có dùng chữ ở nhé, không được nhé, bảng chữ cái tiếng Anh nhé. Đó, chữ á được không? Không nhé, bảng chữ cái tiếng Anh nghe chưa? Đấy, dùng bất kỳ một chữ cái nào làm cái bảng chữ cái tiếng Anh. Đấy. Thế còn nếu thích viết giống sách giáo khoa thì tập hợp nghiệm là S gì? S1. Rồi phương trình gx bằng 0 có tập nghiệm.
S2. Đào, còn anh đổi chỗ nào? Nào, đồng nghĩa với S2. Nếu S1 bằng S2, à, thì đây không phải là hai điểm bằng nhau mà đây là hai tập hợp làm sao? Hai tập hợp bằng nhau nhé. Hai tập hợp bằng nhau. Vậy thế nào là hai tập hợp bằng nhau? Thì cái này em phải gửi lại bài mệnh đề là bài 1 của lớp 10 này. Bài tập hợp là bài mấy của lớp 10 nhỉ? Bài 2 của lớp 10 nhé. Bài 2 của môn đại số lớp 10. Đấy, hai tập hợp được gọi là bằng nhau khi nào? Thì nó có định nghĩa chính xác. Được chưa? Bài 2 tập hợp lớp 10. Nếu S1 và S2 là hai tập hợp bằng nhau thì mình có thể hiểu nôm na, hiểu hiểu diễn giải một cách đơn giản đó là gì? Tức là các phần tử của nó là giống hệt nhau. S1 có phần tử nào thì S2 cũng có phần tử ấy, và ngược lại, tức là giống hệt nhau thì gọi là bằng nhau thôi. Được chưa? Đấy là mình diễn giải nôm na như thế, còn định nghĩa chính xác thì được quay lại lớp 10. Rồi, nếu S1 bằng S2 thì ta nói hai phương trình viết tắt nêu trên là tương đương. Như vậy đơn giản, hai phương trình tương đương là hai phương trình có tập nghiệm bằng nhau thôi, hoặc là cùng tập nghiệm thôi. Và chúng ta sẽ ký hiệu như sau. Để ký hiệu hai phương trình tương đương thì ta sẽ ký hiệu là fx bằng 0. Cái này sẽ tương đương gx bằng bằng 0. Được chưa? Tương đương. Ví dụ có thể khiến rất nhiều người trở nên sốc như sau. Chẳng hạn như phương trình là căn x trừ 1 bằng 3. Đây gọi là phương trình 1. Và phương trình 2 là x trừ 1 bằng 9. Vậy hai phương trình này có tương đương với nhau không? Được chưa? Hai phương trình này có tương đương với nhau không? Ok chưa? Nếu bây giờ là một học sinh lớp 11 thì chắc chắn luôn đây là hai phương trình tương đương. Không tin em đi giải ra thì biết. Nhá. Thấp thủ thì làm sao? Thì giải ra tìm S1, tìm S gì? S2. Cao thủ thì sao? Cao thủ thì dân chơi nhìn phát biết ngay là tương gì? Tương đương. Như vậy tùy theo trình độ của em, nhưng ở trình độ nào chúng ta đều phải có trả lời một câu rắn như đinh đóng cột là gì? Có là có mà không là không, tương đương hay không? Nếu bạn dốt thì bạn sẽ làm như sau. Phương trình này, điều phương trình một nhá, điều kiện xác định x trừ một lớn hơn bằng không, tức x lớn hơn là bằng mấy? X lớn bằng một. Với x lớn bằng một, bình phương hai vế ta được x trừ một bằng 9, x bằng 10. Như vậy tập nghiệm x bằng 10 thỏa mãn điều kiện xác định. Vậy tập nghiệm của phương trình 1 là S bằng 10. Phương trình 2 cũng có tập nghiệm là S bằng gì? Bằng 10. Như vậy S1 và S2 làm sao? Bằng nhau. Vậy là hai phương trình này có tương đương không? Có. Như vậy thấp thủ sẽ giải ra, và sau khi giải ra kết luận hai phương trình này có tương đương. Cao thủ thì sao? Nhìn phát biết ngay. Những cái bài này ai người ta đặt điều kiện xác định? Rơi. Vậy thì tại sao lại có cái chuyện là một số học sinh, đặc biệt là học sinh lớp cấp 2, cho rằng nếu như bảo hai phương trình này tương đương là sai? Vì phương trình 1 là điều kiện xác định là x lớn hơn bằng 1, trong khi phương trình 2 là điều kiện xác định là x thuộc R. Điều kiện khác nhau không thể tương đương. Thì nếu mà nói rằng điều kiện khác nhau không thể tương đương thì người đấy chắc chắn là thời gian đi học đại học là bị, chắc là đang học dở ngủ gật rồi nhá. Việc mà hai phương trình có tương đương hay không nó không phải do điều kiện xác định quyết định. Nghe ra chưa? Mà nó do cái gì quyết định ạ? Do cái gì ạ? À? Tập nghiệm. Tức là cái thứ này người ta gọi là định nghĩa hai phương trình tương đương. Khi mà giáo viên dạy định nghĩa hoặc giảng viên dạy định nghĩa thì bản thân thầy ấy, cô ấy, tức là cậu và cô sinh viên ấy chắc là ngủ quên, hoặc là đang mãi ngẩn ngơ ra ngoài cửa sổ. Và đến khi người ta dạy định lý thì bắt đầu lại học chăm chú như giống như đúng rồi. Và cái mà thứ người ta vừa nói chỉ là định lý. Tức là muốn thực hiện phép biến đổi tương đương thì phải trong cùng điều kiện xác định thì mới thực hiện được. Vậy thì phép biến đổi tương đương đó là gì? Thứ ba, đó chính là phép biến đổi tương đương. Kem phân biệt nhá. Thế nào là hai phương trình tương đương? Tức là chúng ta đưa ra định nghĩa hai phương trình tương đương. Định nghĩa hai phương trình tương đương được định nghĩa thông qua tập gì? Tập nghiệm. Chỉ cần tập nghiệm giống nhau là tương đương rồi. Điều kiện có giống nhau hay không? Không quan tâm. Nghe ra chưa? Người ta không quan tâm đến điều kiện xác định. Ổn chứ? Thế còn phép biến đổi tương đương thì sao? Nó chính là định lý nhá. Phép biến đổi tương đương. Thì phép biến đổi tương đương yêu cầu chặt chẽ như sau, là các phép biến đổi
mà không làm thay đổi điều kiện xác định. Cho phép biến đổi mà không làm thay đổi điều kiện xác định. Được chưa? Đấy. Chỉ áp dụng với những phép biến đổi mà không làm thay đổi điều kiện xác định. Đó là phép biến đổi thứ nhất. Giả sử xét phương trình là fx bằng 0 thì phương trình này sẽ tương đương fx cộng thêm với g gì? Gx thì sẽ bằng 0 cộng thêm với g gì ạ? Gx. Viết thì viết như vậy, nghe hơi trừu tượng, thực chất là gì? Là cộng cả hai gì nhỉ? Cộng cả hai về với một biểu thức mà không làm thay đổi điều kiện gì nhỉ? Điều kiện xác định. Được chưa? Nhìn nghe ví dụ sau đây. Thích thì ghi x trừ 3 bằng 0. Điều kiện xác định của phương trình này là gì? Là x thuộc gì ạ? À? X thuộc R. Còn tập xác định của nó là gì? Là D bằng R. Bằng R. Được chưa? Rồi, thì làm sao để tìm được x? Thì các em vẫn hay chuyển vế đổi dấu. Thực ra chuyển vế đổi dấu chỉ là hệ quả của tính chất A thôi. Nhá. Thực chất là gì? Bây giờ như sách mới nhé. Sách mới lớp 9 nhé. Sách lớp 9 bây giờ nhé. Là họ sẽ nói như sau. Là cộng cả hai vế của phương trình này với số mấy? Số 3 nhé. Ta cộng cả hai vế với số 3. Thì là x trừ 3 cộng 3 bằng 0 cộng Đấy. 3. Đấy. Họ viết rất chuẩn nhé. Phải nói là sách mới dạy cực kỳ chuẩn. Nhưng đó là cái được. Còn cái mất, đó là giải một cách không thể kiểm soát được. Nó quá giải. Nó giải đến mức độ nếu như giải cái bài toán nâng cao thì chúng ta không thể thực hiện được. Và các vị viết sách chỉ vin vào cái được mà quên mất cả cái mất. Viết một cuốn sách mới, chúng ta phát huy, phát triển được cái hay, nhưng mà chúng ta cũng phải hạn chế được cái dở. Đằng này cái hay thêm được một tí thì cái dở tòi ra tận 10 tí. Kết luận, những cuốn sách mới viết rất hay, đó là về mặt nội dung thôi, còn hình thức thì cực kỳ dở. Thì đây, x trừ 3 cộng 3 thì chính là x, 0 cộng 3 chính là như 3, y như sách nước ngoài. Chuẩn bài đấy. Ok. Khi dạy lý thuyết thì dạy như vậy được, nhưng khi trình bày thì cho học sinh nó biết đơn giản thôi. Đó là chuyển vế đổi gì? Chuyển vế đổi dấu. Đó mới là chân này nhá. Như vậy có hai hệ quả. Có hai hệ quả. Hệ quả thứ nhất đó chính là chuyển vế đổi gì? Chuyển vế đổi dấu. Chuyển vế đổi dấu thực chất là ví dụ mình muốn chuyển con âm 3 sang bên dương, sang bên phải ấy, thì thực chất là cộng cả hai về với mấy? Với 3. Bản chất của nó là phép cộng nhé. Được chưa? Bản chất nó là phép cộng. Ok. À, cái thứ hai là chúng ta có thể rút gì? Rút gọn. Rút gọn. Được chưa? Chúng ta có thể rút gọn. Vậy rút gọn nghĩa là thế nào? Đấy. Các em xem ví dụ sau đây, các em dễ hiểu thế nào để rút gọn. Chẳng như là x cộng 2x cộng 3 bằng x cộng 1. Đấy, ví dụ thế. Chúng ta có thể gạch bỏ x ở hai bên. Được không? Như vậy chúng ta chỉ còn là 2x cộng 3 bằng 1. Ủa, sao lại dám gạch bỏ hai bên? Bản chất của phép rút gọn này là gì? Là cộng cả hai về với bao nhiêu? Âm gì? Âm x. Được chưa? Như vậy, chuyển vế đổi dấu hay là rút gọn thì thực chất nó sinh ra từ phép gì nhỉ? Phép cộng. Ok chưa? Chuyển vế đổi dấu hay là rút gọn thì bản chất nó chính là sinh ra từ phép gì đây? Phép cộng nhá. Đó. Có nghĩa là em thoải mái chuyển vế đổi dấu, thoải mái rút gọn, nhưng không được làm thay đổi điều kiện xác định nhé. Đấy, chẳng hạn như thế này thì sai nhé. Đấy, mình đang có phương trình là x bằng 1 đi. Phương trình nó đẹp như này. Bây giờ mình lại cộng thêm là gì? Cộng với 1 trên x trừ 1 lại bằng 1 trên x trừ 1. Đấy. Đấy, và phép biến đổi này có tương đương nữa không? Không nhá. Bởi vì điều kiện xác định phương trình trên là mọi x thuộc gì? R. Điều kiện phương trình dưới là gì? Mọi x khác mấy? Khác 1. Khác 1. Được chưa? Ở đây là cộng thêm 1 nữa. Đó, x khác 1 như vậy là còn tương đương nữa không? Không nhá. Đấy, làm thay đổi điều kiện xác định rồi. Rồi, phép biến đổi thứ hai, đó là phép nhân. Phép nhân. Phép nhân là gì? Đó là fx mà bằng 0 hoặc là bằng một số nào đó tùy. Thì cái này hoàn toàn thể tương đương với fx nhân với gx. Trong đó là gx luôn luôn phải khác 0 với mọi x thuộc tập xác định.
Tức là được phép nhân cả hai vế với biểu thức khác mới nhỉ? Khác không? Chúng ta có thể nhân cả hai vế với biểu thức khác không? Được chưa? Nhân cả hai vế với biểu thức khác không? Đây, ví dụ như này. Ví dụ 1 phần 2x bằng 3. Được chưa? Thì chúng ta đến đây đã học tương đương rồi. Chúng ta được quyền biến đổi tương đương như sau. Chúng ta nhân mấy lên ạ? Nhân mấy lên thì đẹp cho bài này ạ? À, nhân 2, thực chất các em có thể hiểu đấy chính là nhân chéo, đó chính là quy đồng mẫu số, chính là nó thôi. Nhân 2 nhé, là 2 nhân với 1 phần 2x bằng 2 nhân 3 nhé. Thế hệ các em là không được học lớp 9 theo sách mới, mà các em học lớp 9 theo sách cũ, vì thế những bài học này các em cảm giác như là các em đang học mới ấy. Được chưa? Các em cảm giác như học mới. Nhưng nếu 2K10 thì những bài học này gần như không phải dạy, chỉ cần lướt một tí thôi. Còn với các em hiện tại đang ngồi đây như đang học mới này, cho nên những em nào nãy giờ mà chưa tập trung mà kiểu như anh ngang là cũng đang hơi dao động rồi đấy, đang chênh vênh rồi đấy nha. Thậm chí còn nói là đeo, nhưng mà cái này có cái đeo thì vẫn là phải phức tạp nhỉ. Thực ra nó cực kỳ phức tạp, nó cực kỳ phức tạp. Em hiểu được bản chất của nó thì mới là hay, kế thừa cái việc là cái bản chất của nó cực kỳ chuẩn và hay, sách mới nó viết đấy. Nhưng đồng thời các em cũng phải hạn chế được cái điểm dừa của sách mới, đó là mình chỉ kế thừa cái bản chất của nó thôi, chứ không kế thừa cái dài dòng của nó. Mình hiểu hiểu như vậy thôi. Quá trình mình viết làm sao mình viết nó càng đơn giản càng tốt. Từ nay trở đi chúng ta được phép sử dụng dấu tương đương, nhưng nên dùng đúng chỗ, đừng dùng bừa bãi nữa. Được chưa? Khi chúng ta đủ bản lĩnh để nhận ra nó là tương đương thì mới gọi là tương đương. Như vậy có hai trường hợp dấu tương đương được phép sử dụng. Trường thứ nhất, nếu chúng ta đã biết chính xác nó tương đương bằng cách xét tổng nghiệm, OK, thì chúng ta sẽ dùng dấu tương đương bất chấp điều kiện như thế nào, mặc kệ. Được chưa? Trường 2, đó là dùng theo định nghĩa. Trường 2, chúng ta được phép dùng dấu tương đương theo định lý, nghĩa là phép biến đổi chúng ta chỉ có hai phép biến đổi gốc thôi, đó là phép cộng và phép gì? Phép nhân. Phép bình phương là không có. Được chưa? Chỉ có mỗi phép cộng và phép gì thôi? Phép nhân. OK. Theo như sách giáo khoa tôi đọc được thì chỉ có hai phép toán này thôi. Bình phương hay vế là không có. Chuyển vế đổi dấu và rút gọn là hệ quả của phép cộng. OK chưa? Thực ra bình phương hai vế bản chất của nó là gì? Đây, tôi sẽ giải thích cho các em. Nếu em nào thật sự đã hiểu về bình phương hai vế thì sau đây tôi sẽ giải thích cho các em hiểu nhé. Khi mà chúng ta có A lớn hơn B hoặc là A bằng B nhé. Được chưa? Rồi, và chúng ta lại có C lớn hơn D. Vậy có được phép suy ra A nhân C lớn hơn B nhân D hay không? Được không? À, nếu mà không hiểu chỗ này thì khi bình phương thì hết sức lực cẩn thận tránh. Không. Điều này là không được nhé. Được chưa? Nhưng nếu bổ sung thêm cái này lớn hơn không thì điều bên dưới có đúng không? Đúng chưa? Đúng rồi đấy nhé. Nếu cả hai vế đều dương hết. Thực ra không cần phải dương đâu, chỉ cần lớn hơn hoặc bằng, lớn bằng không. Mình hay nói là cả hai vế đều dương thì bình phương hai vế, dương với phương kiểu nó vần mồm ấy, là hai vế đều dương thì bình phương hai vế không có vấn đề. Nhưng nếu chưa có giả thiết hai vế đều dương và bình phương, hết sức cẩn thận nhé, nó không tương đương đâu. Được chưa? Nó không suy ra nốt. Em để ý xem, thì lúc đó chúng ta có thể bình phương. Vậy tại sao đây thầy có thấy, em có thấy thầy bình phương đâu? Không phải, đây là bình phương nhé. Đây là nhân vế với nhân vế với vế của hai bất đẳng thức cùng gì? Cùng Cùng chiều. Vậy thì các em để ý mà xem, A lớn hơn B, A lớn hơn B. Ủa sao thầy lại viết lặp lại? Thì tôi thích viết lặp lại không được ạ. À? Thì nhân vế với vế chính là A bình lớn hơn gì? B gì? B bình. Đấy, hệ quả của nó đấy. Nó chính là nhân vế với vế thôi. Bản chất của nó là nhân vế với vế. Được chưa? Vậy bình phương chính là nhân vế với vế. OK. Đấy, khi mà làm bình phương hết sức cẩn thận như thế. Rồi xong. Đó là một chút về thế nào là phép biến đổi tương đương và phương trình tương đương. Đó. Xong. Đó, bây giờ chúng ta về với nội dung chính của mình. Chào mừng các em trở lại với lớp 11 chính gốc. Đó là phần B hay phần 2 nhỉ? bên B. Đó là phương trình lượng giác cơ bản.
Cái ví dụ mở đầu như sau. Tôi có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, được phép sử dụng máy tính, hãy bấm cho tôi xin 30 độ bằng bao nhiêu? Anh thì thầy thầy chờ em tí, em cần mở máy chứ. Thì những em nào học thuộc luôn bảng được không? Được nhé. Học thuộc cũng tốt, bấm máy cũng tốt. Đấy. Mỗi cái thao tác mở máy mà hơi bị câu giờ đấy, được không? Được chưa? Nhưng mà thầy ơi, thầy lại phải chờ em tí. Máy đang ở chưa ra đi gì? Thời gian, chúng ta phải chuyển sang chữ gì? Chữ độ. Thế mới đầu gì? Shift, setup, đơn vị góc. Độ là một, gió phải chuyển sang chữ D chưa? Chữ D rồi, thì bây giờ bấm xin 30 thôi. Xin 30, không cần bấm chữ độ đâu nhá. Bằng, bằng 1 phần 2 thầy ơi. Được chưa? Xin 30 độ bằng 1 phần 2. Ok. Nào, thế là xin 150 độ. Bấm máy, hoặc học thuộc tùy em. Bao nhiêu? 1 phần 2. Ủa, vẫn 1 phần 2 ở đây. Rồi. Xin 30 mà trừ đi 360 là bằng bao nhiêu nhỉ? 330 đúng không? Âm 330 độ. Âm 330 độ. Âm hay dương? Bấm máy. Hả? Tôi nghỉ lắm, tôi phải bấm máy chắc ăn nha. Xin. Xin. Âm. Âm hay là trừ được nhá, có hai cách bấm dấu âm nhá, dấu trừ dấu âm được hết nhá. 330 độ. Rồi. Ui, vẫn bằng 1 phần 2. Thế hôm nay đứa nào lừa mình bảo là âm 1 phần 2. Bọn này nham hiểm thật đấy. Được chưa? Như vậy vẫn là gì? Âm 1 phần 2. Dương. Đấy thấy chưa? Vẫn là dương 1 phần 2. Ôi, thế này chứng tỏ rằng có rất nhiều góc mà có sin bằng 1 phần gì? 1 phần 2. Và đó chính là câu hỏi cốt lõi của bài toán. Vậy nếu x, nếu sin x mà bằng 1 phần 2 thì suy ra x bằng bao nhiêu? Đó. Tức là tìm tất cả các giá trị của x để cho sin của x bằng 1 phần 2. Thế này thì nhiều lắm, làm sao mà tìm được? Thì biết là nhiều rồi, vẫn phải tìm. Nó nhiều vô hạn, làm sao mà tìm được hả thầy? Tìm được. Được chưa? Có vô hạn giá trị mà sao thầy vẫn tìm được á? Tìm được thì sao lại không? Thế cơ à? Đấy, đấy chính là nội dung của quy trình lượng giác nhé. Nhiệm vụ của quy trình lượng giác là gì? Là chúng ta sẽ tìm ra tất cả nhé, tất cả, tức là tập nghiệm của nó luôn, chứ đừng nói là nghiệm nhá. 30 độ chỉ là một gì thôi? Một nghiệm thôi. Đúng không? 150 độ cũng chỉ là một gì thôi? Một nghiệm thôi. Đấy. Âm 330 độ cũng chỉ là một gì thôi? Một nghiệm thôi. Một cái nhén nhỏ làm sao làm nên mùa xuân? Được chưa? Đấy. Kiểu như có một cô giáo đăng một bài, cô giáo hình như tính chắc cô giáo ấy đăng một bài là có một học sinh ở trường Ba Vì ấy có cái điểm khối C cực kỳ cao thì rất là đáng khen rồi, nhưng cô lại cái nội dung cô đăng lại không chuẩn. Cô đăng là gì? Là đấy, cần gì phải học ngoài kia đâu, chỉ cần học Ba Vì thôi, Ba Vì cũng rất là giỏi chứ bộ. Tức là nói Ba Vì là giỏi thì không có vấn đề gì, nhưng mà lại thêm cái câu là cần gì phải học Quảng Ngoại Ngô Quyền đâu, kiểu như thế thì lại mang tính chất cà khịa, mà cà khịa đấy là sai hoàn toàn. Thì tôi comment luôn cho câu là gì? Một cái nhén nhỏ thì không làm nên mùa xuân đâu. Một người Ba Vì giỏi không thể nói là cả trường Ba Vì giỏi đâu. Trường Ba Vì vẫn là trường trường Minh Quang, không phải trường Minh Quang, trường Ba Vì là trường Minh Quang nhé. Một cái nhén nhỏ này không thể thay đổi cái thực tế rằng trường Minh Quang là trường có chất lượng đào tạo kém nhất trong các trường công lập của huyện Ba Vì. Rất mong là sẽ có nhiều cái nhén nữa cùng góp sức để đưa Minh Quang đi lên. Chứ mới một trường Minh Quang thôi đã nghênh ngang như vậy rồi, thì nếu mà trường Minh Quang năm nay có 10 thủ khoa chắc cô giáo đấy chắc phải hạ quả ngoài Ngô Quyền rất xanh mất. Phải nói là cá nhân bạn đấy rất giỏi, học Minh Quang mà lại điểm cao như vậy rất là đáng khen, nhưng mà lấy cái thành tích đó để hạ quả ngoài Ngô Quyền xuống là không được. Được chưa? Cũng giống như vậy, nếu mà tính riêng môn hóa nhé,
Vẫn bạn. Cấp 3 vẫn bạn. Đứng ngang tầm ở Hà Nội Amsterdam, đứng cao hơn rất rất nhiều trường khác, đứng xếp thứ ba trong toàn thành phố Hà Nội về điểm trung bình của nó. Nào, vậy thì mọi người có dám bỏ vào ngoài, bỏ Ngô Quyền lên Vân Bạt học không? Đó, được chưa? Như vậy, nếu chỉ có một vài nhiệm này thôi thì không nằm lên cái phương trình lượng giác, mà phương trình lượng giác là nhiệm vụ chúng ta phải tìm ra tất gì, tất cả các nghiệm. Tuy nhiên, đây là tôi dùng độ để giảng cho mọi người dễ nghe, dễ nhìn thôi. Vì người Việt Nam chúng ta vẫn quen dùng độ. Thực tế, khi giảng toán, chúng ta sẽ thiên hướng dùng ngôn ngữ quốc tế. Đó là đơn vị đo góc bằng gì nhỉ? Bằng radian. Nhá. Xin Thế ra còn chuyển sang độ nó tương tự thôi. Thì chúng ta sẽ thiên hướng 10 phần, thì có 10 bài, có đến 9 bài sẽ nói về radian, không nói về độ. Được chưa? Thì nói về radian nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có phương trình cơ bản thứ nhất. Đó là phương trình sin. A bằng sin B. Phương trình sin A sin B, trong đó A và B là có thể là có chứa Thì phương trình này, đây đây, nhìn này, nhìn này. Ấy ra, dấu gì đây? Tương đương, vừa học xong. Được chưa? Vừa học xong. Thì sin A bằng sin B, thì trước mắt là A bằng B thì chắc chắn là đúng rồi. Đồng ý A bằng B là đúng rồi không? Đúng chưa? A mà bằng B thì đương nhiên sin A sin B có gì để bàn cãi không? Mặt khác, cốt đối sin gì nhỉ? Sin bù nha. A bằng pi trừ b có được không? Pi trừ b. Đấy, cái này em phải hiểu là cốt đối sin gì nhỉ? Sin bù. Đây đây này em, 30 độ mà sin 30 độ bằng 1 phần 2 thì 180 độ, tức là pi ấy. Trừ 30 độ tức là trăm bao nhiêu đấy? 150 cũng sẽ phải đúng. Được chưa? Nếu sin B mà bằng sin A thì sin của pi trừ B cũng vẫn bằng sin gì? Bằng sin A. Như vậy đây dựa trên yếu tố là cốt đối sin gì? Sin bù. Tiếp. Nào, các em lại nhìn tiếp này. Cộng 2 pi có được không? Trên vòng tròn lượng giác thì 2 pi là mấy vòng? Một vòng. Là một vòng. Em đang đứng ở một vị trí nào đó biểu diễn góc B mà em lại chạy thêm một vòng nữa, hỏi em đứng ở đâu? À, vẫn đứng ở chỗ đấy. À, vẫn đứng ở chỗ đấy à? Nếu em vẫn đứng ở chỗ đấy thì tọa độ của em có thay đổi không? Tọa độ không thay đổi thì sin cốt có thay đổi không? Sin cốt không thay đổi thì tan có thay đổi không? Không. Như vậy việc cộng thêm 2 pi không làm thay đổi các giá trị lượng giác, cho nên cộng thêm 2 pi không có vấn đề. Vậy cộng thêm 4 pi thì sao? Không vấn đề. Vậy cộng với k lần 2 pi thì sao? Cũng không làm thay đổi. Được chưa? 2 pi là một vòng. K nhân 2 pi là mấy vòng? K vòng. Trong đó K là một số nguyên, tức là K có thể bằng 0, có thể bằng 1, bằng âm 1, bằng 2, bằng âm 2. Âm tức là chạy theo chiều gì? Chiều âm. Còn dương là chạy theo chiều dương. Được chưa? Như vậy là K thuộc Z. Rồi bên dưới cũng vậy thôi. K 2 pi hoặc 2 K pi, các em thích viết kiểu nào nó thuận thì viết nhé. K 2 pi là nó nói rằng đây là K vòng. Còn 2K pi thì muốn nói là chẵn pi, vì 2K là số chẵn mà. Chẵn pi, tức là theo ý tưởng của mình thôi. Và đây là dấu ngoặc. Đó. Như vậy là tương đương với hai trường hợp. Được chưa? Đó. Vấn đề gì không? Xong rồi đấy. Nào, ví dụ một. Giải phương trình sau đây. Sin x bằng sin pi trên 4 là tương đương, thì coi như là A chính là x, coi như B chính là pi trên mấy? Pi trên 4. À, được chưa, được chưa? Nào, làm thôi, dễ mà. Minh Hiền tương trừ 1 x bằng pi trên cộng cộng k 2 pi trừ 2, Pi tức là 3 pi trên 4 cộng
Rồi, K thuộc Z. Về sau em thêm bỏ qua chữ K thuộc Z. Không sao cả. Nha. Ổn chưa? Có nghĩa là nó có bao nhiêu nghiệm tất cả? Vô hạn nghiệm. Còn nhớ lại bài biểu diễn nhé. Pi trên 4 và 3 pi trên 4. Vẽ lên đường tròn lượng giác. Vẽ được không? Được không? Rồi, ví dụ 2. Giải phương trình sin của 2x bằng sin của x cộng pi trên 3. Nào. Thì trong bài tập này xem như A chính là 2x, xem như B chính là x cộng pi trên 3. Thế thôi. Làm đi, làm thế nào, ai làm được nào, tự tay viết lời giải đi, sao phải chờ đợi mãi thì bao giờ lên top được, hay là cả lớp thì năm mươi mấy người được có hai đứa được điểm 9 trong này mà đấy học sinh của tôi giỏi lắm toàn 9. Ui rồi ôi, một đám bên dưới tất 56 thì chả thấy khoe bây giờ. Tự viết đi. Đấy, Quang Anh cầm cái thước đi mà xem đứa nào là nhí nhố là phang cho đấy, trong khi các em viết lời giải thì tôi điểm danh phát đầu tiên. Ngày đầu tiên có trợ giảng đẹp trai như này. Đấy, đấy, bảo là không đúng đi. Trợ giảng ai bảo đẹp, trợ giảng này không đẹp trai. Tóc như trai Hàn như này. Được cái học giỏi, siêu giỏi luôn. Quên bà anh đâu? Vắng. Ngọc Anh. Nguyễn Thị Vân Anh. Cùng Đức Anh. Đức Anh speed đâu? Ốm à? Trung Anh, Phương Anh trợ tràng, Chu Ánh, Chu Ánh vắng đúng không? Hồng Ánh, Trần Thị Bích, Trần Thị Bích đi học từ ngày nào đấy? Buổi đầu tiên là ngày nào? À, từ ngày khai giảng luôn à? Thầy còn chưa biết em đi từ ngày nào thì ghi cho em chữ tự tính. À, đi từ ngày khai giảng là lớp mình khai giảng từ ngày mười mấy nhỉ? Hả? À, 19 tháng 6 đúng không? Mùng 9 hay 19? Ngày mùng 9 à? Đi mùng 9 tháng 6. Ok. Ngọc Diệp. Tuân. Dương, Anh Đào, Ngọc Đạt, Thế Đạt, Cao Đăng, Văn Giang, Ngọc Hào, Đặng Hằng, Minh Hiền, Văn Hiếu. Văn Hiếu nay nghỉ à? Hả? Minh Hiếu, Nam Hiếu. Nam Hiếu nay nghỉ. Các em chú ý nghỉ vẫn phải hoàn thành bài. Nếu nghỉ không hoàn thành bài, thầy trò thông cảm được nhưng bộ giáo dục không. Thất bại là thất bại. Huy Hoàng. Huy Hoàng vắng. Đấy, một ngày mà vắng rất nhiều. NT Bích Hợp. Thu Huế. Minh Huệ. Thanh Huyền. Nguyễn Thị Thanh Huyền. Nguyễn Thanh Huyền. Nguyễn Thanh Huyền, Diễu Châu. Chu Thị Thanh Huyền. Chu Huyền đâu? Chu Thị Thanh Huyền vật lại đâu nhỉ? Tiến bộ ấy. Vắng à? Vắng nhiều quá. Quang Hưng. Phí Hường. Phí Hường vắng. Hôm nay vắng nhiều lắm Quang Anh nhỉ? Quang Anh có nhiều việc để làm này. Duy Kiên. Họ đi đủ hết thì Quang Anh lại nhàn. Mạnh Khang. Thạch Lâm. Cùng Thạch Lâm. Tài Lương, Trần Mai, Quang Minh,
Kim Ngân, Anh Ngọc, Anh Nhàn, Chu Nhung. Để cho các em hết 21 tháng 7, tức là hết đợt 5 nhé. Hết đợt 5 thì thầy sẽ chuyển qua cái chế độ đóng học phí theo năm ấy. Tiền Phát, Mai Phương, Minh Phương, Văn Quyền, Tú Quỳnh, Sâm, Sơn, Đó. Duy Tú, Hoài Thu, Tú đâu nhỉ? Nghỉ hẳn á. Rồi, Đặng Trang, Anh Vân, Hữu Hòa, Bùi Lan Anh. Bùi Lan Anh thấy xin mà không đi này. Bùi Lan Anh Thị An nhé. Phan Thị Ngọc Ánh, Bùi Châu Công này, Nguyễn Thị Vân Anh không, Thanh Tâm, Bá Công, Tuấn Hưng. Đấy, chỉ nhắc lại gọi là lấy lệ thôi. Xong. Ok, danh sách đã được kiểm tra. Chốt danh sách. Cũng mong là lớp học này sẽ đưa về ổn định 6848 là sĩ số đẹp như mơ. Tức là bàn nào cũng ba người chứ không phải có bàn với bốn người chật chội. Nào, bắt đầu. Hào sẽ giải quyết cho bài này cho thầy. Tương đương. Sao lại xin? Sao lại x? 2x chứ. 2x bằng. X bằng. Ủa, khả năng xử lý tại chỗ kém thế, hay bị điểm danh cái chóng mặt rồi. Sin A bằng sin B thì tương đương A bằng B hoặc A bằng pi trừ B. Sai à? Thúy Hằng, Thu Hằng nhé. Nào, bằng x cộng pi trên 3 cộng 2 k pi, rất tốt. Hoặc 2x bằng trừ pi trên 3 cộng 2 k pi. Giờ biến đổi tương đương thoải mái, chuyển vế đổi dấu, x bằng pi trên 3 cộng 2 k pi. Chuyển vế đổi dấu, x bằng pi trừ pi trên 3 thì còn 2 pi trên 3, lại chia chia 3 nữa là 2 pi trên mấy? 9 cộng với 2 k pi trên mấy? Trên 3. Được chưa? Để đỡ nhầm lẫn thì bên dưới chúng ta để là k gì? K phẩy, hoặc là k1, k2, hoặc là k với chữ l. Các bài toán nó không phức tạp thì chúng ta không cần phải để. Những các bài toán phức tạp là bên trên để k1, bên dưới để k2 nhé. Ok chưa? Đấy, đấy là phương trình sin. Rồi, phương trình sin có dạng đặc biệt tiếp theo sau đây. Giả sử chúng ta sẽ giải phương trình là sin x bằng âm căn 2 trên 2. Thì cách làm như sau. Chúng ta sẽ tìm một góc bất kỳ, một góc bất kỳ nhé. Nhắc lại cách làm này. Tìm một góc bất kỳ. Tìm một góc bất kỳ. Có sin bằng âm căn 2 trên 2. Và kỹ thuật tìm đó là bấm shift sin âm căn 2 trên 2 bằng. Đấy, mời các em bấm máy. Đấy, kỹ thuật tìm nhé. Bấm shift trước này, tao bấm sin này. Đấy, sau đó một phân số này. Âm căn 2 chia 2. Đó. Đó, như vậy là mình đang để độ cho nên là âm 4 gì? Âm 45 độ. Thế còn nếu mà dùng radian thì nó sẽ là âm pi trên mấy nhỉ? Âm pi trên mấy? Âm pi trên 4. Hòa mới trật tự, hòa với nhung. Lưu ý rằng tất cả những gì thầy nhắc và các em nói ở đây thì trên Zalo bố mẹ sẽ nghe thấy. Hơn nữa nó còn lưu trữ đến nhiều năm sau. Không có cách gì để có thể xóa được. Game một mạng. Chỉ có một mạng chết là hết. Đã bị nhắc là không bao giờ tẩy được, không bao giờ xóa được. Video không cắt không chỉnh sửa, chắc chắn rồi.
cho nên giờ học thì chỉ có học thôi, muốn trêu đùa nghịch ngợm trước giờ học và sau giờ học, chỉ có như vậy thì mới có thể tham gia một cuộc chiến khắc nghiệt gọi mang tên là sân chơi đại học nha. Đại học theo đúng nghĩa đen của nó, đại học chân chính, đại học xịn chứ không phải đại học đều, đại học mà không cần thi cũng đỗ, đại học xét học bạ thì thôi rồi nha. Đại học xét học bạ thì thôi rồi, không còn gì để nói đâu. Ok, thì cái này chúng ta sẽ biết nó về dạng là sin x, và chúng ta đã tìm được ra góc đó rồi là âm bao nhiêu nhỉ? Âm pi trên gì? Âm pi trên 4. Được chưa? Đấy, chúng ta đã tìm được ra và đưa về dạng cơ bản chưa? Nào mời thanh nhàn. Nhàn hôm nay mà 4 nữa thì thôi thì về mẹ chắc là tụt huyết áp luôn. Ấy mà. Âm pi trên 4 cộng K2P, ok, hoặc x bằng đứng là 5P trên 4 K2P. Xin chúc mừng em, hoàn toàn chính xác. Được chưa? Xong nhá. Tiếp theo, ví dụ 3, giải phương trình sin x bằng 3 phần 2. Ai trả lời tôi? Ai trả lời? Chán quá. Chứng tỏ lớp này là cao thủ có nhưng mà chưa được khai thác. Mời Hiền. Sai, 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 sai. Người khác. Sai hướng hoàn toàn đấy, lạc hướng á. Nhá, cần phải chỉnh lại. Hoàn toàn. Xin mời. Những người khác phải liều sai vài lần thì mới có thể tiến bộ lên được. Mình sai, sai nha, sai hoàn toàn. Nào để anh Quang Anh này mình cười. Anh Quang Anh thấy khoảng cách kinh khủng giữa lớp của Quang Anh với lớp được coi là thế hệ vàng này chưa? 2K8 này được coi là thế hệ vàng nhưng mà so với 2K7B thì chỉ có không có tuổi. 2K8 này được coi là rất nhiều học sinh giỏi nhưng mà so với lớp của lớp anh Quang Anh là lớp được chọn từ đầu thì không có một tí tuổi nào luôn. Nên nhiều người không biết về lớp 2K7B của mình. Lớp 2K7B của mình về lực học cũng như về những bài trong lớp học độ khó cao bằng hoặc cao hơn so với chuyên ban thân đấy. Các bạn đang học khó quen rồi nhưng bạn không cảm nhận kiểu bị áp lực suốt từ lớp 10 đến giờ đâu có biết gì đâu. Sau này thi đấu bạn mới biết mình mạnh đến như thế nào. Rất nhiều người không biết về lớp 2K7B. Không có. À, thứ 19 là vô nghiệm, xin chúc mừng nha. Có hai cách để biết là vô nghiệm. Một. Đúng rồi đấy. Sin lớn nhất chỉ bằng mấy thôi? Một. Bằng 1. Bé nhất là âm mấy nhỉ? Âm 1. Làm gì có chuyện sin bằng 3 phần 2? Bằng 2 là 1 phẩy mấy? 1,5. Là cái này là vô nghiệm nhé, vô nghiệm. Vì sin x chắc chắn phải bé hơn hoặc bằng 1 và lớn hơn hoặc bằng âm gì? Âm 1. Làm gì có sin nào mà quá được 1? Làm gì có sin nào mà lại bé hơn âm 1? Được chưa? Vậy làm sao để nhớ được cái này? Em không nhớ thì có máy tính nhé. Có hai giải pháp cho em mà. Một giải pháp là sử dụng đầu óc, dùng chân tay, một giải pháp khác là dùng Casio nhé. Thì các em bấm shift sin, shift sin của 3 phần 2 thì các em cũng sẽ thấy máy nó báo vô nghiệm thôi nhé. Máy chịu, không thể tìm ra con nào mà có sin bằng 3 phần 2 được. Được chưa? Máy báo lỗi thì máy nó bảo thì táo còn chịu nữa thì chúng mày làm sao mà có được mà tìm, có đâu mà tìm. Ồ, không có à? À, khi mà không có thì không phải là đề sai mà là phương trình vô gì nhỉ, vô nghiệm. À, chứng tỏ có máy tính hay phết đấy, được không? À, nhưng không thể nói là máy tính thay thế con người chúng ta. À, các bạn giải thích được sin vô nghiệm sẽ tốt hơn là việc bấm máy tính. Được chưa? Sin x bằng 3/2 vô nghiệm. Lý do là 3/2 là lớn quá, sin lớn nhất chỉ bằng 1 thôi, lấy đâu ra mà bằng tận 3/2. Được chưa? Như vậy có 3 tình huống đặc biệt xảy ra. À, như vậy là sin x bằng 1, sin x bằng 1 sẽ là tình huống đặc biệt. Và tất nhiên còn cả sin x bằng 0 cũng là tình huống đặc biệt. Các em nhìn sau đây. Đặc biệt. Và cách đặc biệt này các em nhớ cũng được, không nhớ cũng được.
Nếu nhớ thì em sẽ nâng tầm của em lên, còn nếu không nhớ thì em cũng chỉ như những học sinh cơ bản, phải thoải mái luôn, cho em chọn nha. Tức là phần đặc biệt này em học cũng được, không học cũng được. Học được thì em nâng tầm của em lên, học không được thì cũng chả sao cả. Đó. Em không mất gì. Ok, xem như là phần quà khuyến mại. Đó. Chẳng hạn như hôm nay là có một cái nơi họ cho mình là bốc thăm xuống thưởng. Đó. Nếu bốc được thì càng vui, mà không được, không bốc được em cũng không mất gì cả. Thế thôi. Thì đây xem như phần bỏ khuyến mại, học được thì nâng tầm, học không được thì cũng không ảnh hưởng đến nội dung bên trên. Nào, đó chính là xin ý một. Được chưa? Thì tôi giải thật chậm trước nhé. Xin ý một thì cái này sẽ tương đương. Tôi không giải chậm nữa, giải đẳng cấp luôn đi. Có 4 điểm A, B, C, D. Điểm nào làm cho xin bằng 1? Điểm gì? Điểm B. Điểm B khi biểu diễn lên đường tròn lượng giác, nó là điểm pi trên mấy? Pi trên 2, chạy thêm một vòng tức là 2k gì? 2k pi hết. Được chưa? Xong chưa? Ok chưa? Ủa thì có gì đặc biệt? Vẫn chưa nhận ra. Đúng, đúng rồi đấy. Các quy trình bên trên đều phải có mấy dòng? Hai dòng, tức là hai họ nghiệm. Đây gọi là một họ nghiệm, đây gọi là một họ nghiệm nữa là hai. Nhưng riêng cái phương trình này chỉ có mấy họ nghiệm? Một họ nghiệm. Vậy em có thể viết thành hai được không? Được em. Nếu em giải bình thường như bên trên em sẽ thấy nó có hai họ nghiệm. Nhưng giải đặc biệt thì thấy nó có mấy họ nghiệm thôi? Một. Rất đặc biệt. Phương trình tiếp theo đó là phương trình sin x bằng âm 1. Thì các em hoàn toàn có thể phán đoán ra. Xin mời. Ừ. Học bài cũ chưa chuẩn. Đấy. Khi mà đi trợ giảng này anh Quang Anh mới so sánh thực sự thực lực của 2 cái 7B và 2 cái 8. Nhưng nếu như 2 cái 8 này nhá mà lọc ra cái loại mà lớp đầu tiên mà thầy dạy ấy, hai mấy đứa ấy, thì cũng không thua 19 10 với 2 cái 7B đấy. Nếu mà lọc ra 20 mấy đứa mà học từ lớp 10 đến giờ ấy, nó không thua kém gì với 2 cái 7B đâu. Với điều kiện là không có khái niệm mưa và không có khái niệm nắng, không có khái niệm mất điện và lại càng không có những khái niệm bận. Mình thích thì mình nghỉ thôi, chứ làm gì có chuyện là thầy ơi mưa này thì em nghỉ nhé, không có cái mùa xuân này đâu nha. Thậm chí trời mưa thầy còn cất đồ tô ở nhà đi xe máy để cho bọn nó nhìn mà làm gương. Làm gì có chuyện khẽ phát là đòi nghỉ là thế nào nhỉ? Còn nếu như thật sự mà cần nghỉ thì em sẽ nghỉ thôi. Chẳng hạn hôm nay là người yêu cũ đi lấy chồng chẳng hạn, cái đấy nghỉ tốt. Hôm nay đi chia tay người yêu cũ chẳng hạn, nghỉ tốt. Hôm nay là hẹn con người yêu mới chẳng hạn, nghỉ tốt. Những cái là mình cần đây, nó cảm thấy nó đáng nghỉ thì mình nghỉ, chứ một cơn mưa mà mình đã nghỉ rồi thì hèn quá, hèn. Được chưa? Ví dụ nhà hôm nay là thằng bạn người yêu cũ của bạn nó cưới chẳng hạn, cái đấy việc gì mình đến chúc mừng nó cái đang đi học cứ làm sao. Được chưa? Muộn tí và thời gian vào muộn tí nhá, em đến chúc mừng người yêu cũ của thằng bạn cả, cái đấy bình thường. Được chưa? Có nghĩa là các em lớn phải biết cân nhắc cái gì nên cái gì không. Những lý do vu vơ mà các em đã nghỉ rồi hè. Thế còn hôm nay nhà, gia đình em đi du lịch chẳng hạn, có nên nghỉ không? Em mà đi học với em mới là hè. Tất cả nhà đoàn tụ mấy khi mà lại đi 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 đi, đi học rồi. Cái đấy em cân nhắc được. Thế còn gặp mấy cơn mưa mà để mà đã nghỉ rồi, hèn quá hèn. Lần này tuổi. Được chưa? Hãy nói cho rõ luôn. Tức là cái gì là cái những cái ranh giới đó nó rất là mờ và tương đối thôi, nhưng để nói cho các em thì như có tí nắng tí mưa hoặc là hôm nay có một tí tâm trạng đã nghỉ rồi thì sau này mà đi làm cơ mà một năm nghỉ cũng bao nhiêu lần trụ hay đuổi còn gì nữa, thậm chí là vừa chia tay người yêu xong buồn thối ruột rồi. Căng cơ mặt ra, giãn cơ trán ra. Té nước mạnh ở mặt đi, tỉnh táo đi. Rồi, chào các bạn nhé. Xin phép thầy cho em vào muộn thì ạ. Thế đi đâu mà vào muộn em? Thậm chí cũng đi mắng. Ông này mình đang buồn thúi ruột, lão còn mắng mình. Nhưng không sao. Ơi, em có tí việc đúng không ạ? Thôi, thầy cho em vào muộn tí. Đấy. Thế thôi. Thầy không biết là mình vừa chia tay người yêu đâu. Chứ thầy mà biết là thầy lại mời tháng trà sữa đấy. Được chưa? Chỉ thích bọn này chia tay người yêu này. Rồi, CD ở 1 thì x bằng bao nhiêu ạ?
Ừ. Ok. Vứt bỏ. Hiền. Ok. Hưng ơi, bố đang nghe nhá. Bố đang nghe nhá. Điểm gì đấy Hiền? Điểm nào trên hình? Xin chúc mừng em, điểm D đấy. Thấy chưa? Bố vẫn đang nghe nhá Hưng nhá. Gì chứ bố em theo dõi Facebook Zalo của thầy rất sát. Và thầy đã thêm bố em vào trong nhóm Zalo rồi. Xin x bằng không. Không chê, nhưng mà bố sẽ buồn vì con mình gợi ý đến thế rồi còn chưa làm được. Chê, không dám chê, không dám trách, không dám mắng em đâu, nhưng sẽ buồn đấy. Đừng để buồn lên mắt mẹ con ơi, đấy là văn. Thế còn ở đây là đừng để bố buồn con ơi. Nào, xin đi bằng không. Thì có hai điểm làm cho xin bằng không. Sáng. Mạnh mẽ lên. Hai copy đó chỉ là điểm A thôi. Còn một điểm nữa. Hai. Hiền. Đùa. Thôi mẹ hôm nay lại phỏng mũi. Tôi tí bảo mẹ nhắn tin cho thầy nhá Hiền nhá. À. Mẹ quá quan tâm đến thằng em. Thằng em học chán quá. Suốt ngày hỏi thằng em. Thế thì thầy mới hỏi và thế em ơi, nhà em không có con gái à? Thôi chết rồi, thôi chết rồi. Mà hỏi thằng du con quên mất là con bé Hiền. Đấy. Thế thì gọi này con bé Hiền nó học thế nào hả anh? Vớ vẩn lắm. Học học toàn trả lời đúng hết, không cho thầy cơ hội sửa sai. Vớ vẩn lắm, không được đâu. Lại cười tét tét. X bằng gì? Copy nhé. Copy chính là điểm A và điểm gì? Điểm C, hai điểm luôn đấy. Đấy, đây là ba tình huống đặc biệt, nếu em muốn lên top em cần phải biết. Được chưa? Top mấy thì chưa rõ nhưng chắc chắn là chương trình nâng cao. Ok, nó kết nối với phần biểu diễn trên đường tròn được ra. Tất cả ba tình huống này, một âm một và không thì nó chỉ có mấy họ nghiệm? Một họ nghiệm. Đã xong. Xong phần thứ nhất, đó là sin A bằng sin B. Và chỉ dạy kỹ một phần thôi. Những phần sau không cần dạy kỹ nữa. Đó là phần thứ hai. Cốt A bằng cốt B và hãy chuẩn bị chiến đấu. Kiểm tra luôn có bao nhiêu người chiến đấu với những người. Được chưa? Có bao nhiêu người chiến đấu với những người. Thì tương đương. Nào chắc chắn rồi, nếu A mà bằng B thì cốt A sẽ bằng cốt B, không có gì để mình cãi cả. Nhưng cốt còn thế nào nhỉ? Xin bù nhưng mà cốt thế nào? Cốt đối. Cốt đối tức là A còn có thể bằng gì nữa? Đối 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 của B. Đó, B. Tất nhiên rồi, cộng với 2KP hoặc K2P có làm thay đổi gì không? Không. Được chưa? Đấy. Ổn chứ? Một chút xíu về ví dụ. Ví dụ cốt x bằng cốt 5p trên 7. Vân ạ. À? Nhưng mà cái bài 50 sinh lệ vẫn Thông minh. Đơn giản vậy thôi mà. Chính xác. Đó. Rồi. Em dùng giấy A4 để kiểm tra nhé. Kiểm tra nhẹ nhàng này. Để xem để năng lực tiếp thu buổi đầu như thế nào. Ta một ta nghe được gì nhé. Không mặc bộ. Em ghi rõ họ tên. Ghi rõ họ tên. Được chưa? Số điện thoại của mẹ, nhắc lại là mẹ. Ai mà mẹ chết hoặc mẹ đi lấy chồng. Đấy, thì ghi số điện thoại của bố. Nhà mình đã đọc nhé. Được chưa? Em trong trường hợp mà mẹ không chết, không đi lấy chồng, mẹ đi nước ngoài. Đấy, thì ghi số điện thoại của ai mà có thể liên lạc được, nhưng không phải là em. Vì khi mà em ghi số của em, thầy dễ bàn in tư đó. Cho nên ghi số của người người thân. con Sao thầy để nói phũ phàng thế, không nói thế là rõ ràng, không có xúc phạm ai cả nhé. Nếu mẹ chết hoặc mẹ đi lấy chồng, được không? Hoặc để bỏ bố con em ấy, thì em sẽ ghi số của bố. Còn nếu mà mẹ còn ở nhà thì còn ghi số mẹ. Nhưng mẹ không chết không đi lấy chồng mà đi làm nước ngoài mình làm sai thì sao đấy, lúc đấy có thể ghi số bố, số ông, số bà. Nó phải có thứ tự của nó, nhà cửa nóc nhé. Được chưa? Không sao cả.
Ok chưa? Có cái gì mà phải sợ những cái vấn đề ấy nhỉ? Bình thường, dám nói, dám làm. Các bố mình nghe thấy hơi buồn, nhưng buồn nó phải chấp nhận các anh nhỉ? Nhà không nóc làm sao được? Nào, bài 1. Giải tự luận nhá. Chết đi. Không. Có bài nào giải bài này luôn. Giải tự luận nhá. Các phương trình xong. Xin ý. À, kem không dùng tài liệu nhé. Kem chỉ dùng máy tính thôi. Nhá, gặp bên mà. Bởi vì nó có câu hỏi lý thuyết nhé. Cho nên dùng tài liệu thì nó mất hay. Kem khả năng tiếp thu tại chỗ của em như nào. Em gặp hết vở và dùng máy tính thoải mái nhé. Gặp hết và xem khả năng tiếp thu nãy giờ kem tiếp thu đâu. Vì một số em nãy giờ không học cho nên lát nữa lại dở vở ra vẫn làm được. Kiểu đầu óc nó thông minh nhưng nó không chịu học ấy. Thì khi nó dở vở lại nó vẫn làm được. Ở đây không, buổi đầu tiên sẽ không cho dùng tài liệu nhá. À, xin x bằng xin vi trên 4 cos x bằng cos của 3 pi trên 5 sin x bằng 1 phần 2 cos x bằng âm căn 2 trên 2 sin x bằng sin của x cộng pi trên 3. Sin x bằng cos x x cộng pi trên 4 bằng cos x trừ pi trên 3 đấy. Nó nhẹ. Chỗ này là 7 con rồi đúng không? 7 con 7 điểm. Được chưa? Rồi, tôi xin lấy một chút những cái bài trắc nghiệm vào đây. Em không dùng tài liệu nhé. Đấy. Với nội dung này, các em chỉ cần trả lời theo kiểu là A đúng, B sai, A, D, C sai, D đúng, không giải thích gì thêm. Trật tự không? Nha. Đã là trắc nghiệm thì không giải thích gì thêm. Nghe ra chưa? Các em không cần chép đề. Các em chỉ cần nháp và trả lời câu hỏi của người ta. Đó là A đúng, B đúng, C sai, D sai. Ví dụ thế nhé. Đấy, tôi giả vờ đấy. Được không? Khi trả lời em chỉ cần ghi là A đúng, B sai, C đúng, D sai. Đấy, kiểu như thế. Nghe ra chưa? Đấy, chỉ cần trả lời trong một dòng thôi. Và đúng luật. Có anh thì chấm đúng luật thôi. Đúng một con thì được 0,1. Đúng hai con thì được 0,25. Đúng ba con thì được 0,5. Và đúng bốn con mới được tí, mới được một. Được chưa? Như vậy là con này là một điểm. Nhưng mà con này nhân đôi lên nhé. Như vậy là đúng một con được 0,7 nhỉ? 0,2. Đúng hai con được 0,7? 0,5. Đúng ba con được mấy? Mấy? Đúng ba con được mấy hả em? Được mấy điểm ạ? À? Một điểm. Đúng bốn con được mấy điểm? 2 điểm. Ok. Đúng tinh thần là trắc nghiệm đúng sai. Và loại cuối cùng là trắc nghiệm bốn đáp án. Cho đủ chính trình. Đó là cái này em chỉ cần chọn một trong bốn đáp án, không cần chép đề A, B, C hay D. Hết phim.
Cái này một điểm. Khoanh đúng ăn luôn một điểm, khoanh sai không được điểm nào. Rất tàn nhẫn. Cho nên nếu như các em còn nhìn nhau, coi như vứt bỏ cuộc kiểm tra thất bại. Xong rồi đấy. A, B, C, D, thế thôi. Như vậy cách trả lời như sau. Bà đấy, ví dụ em chọn A thì em ghi là ba gì? Bà. Còn em chọn B thì ghi là ba gì? Bà B. Thế thôi. Cực kỳ nhanh. Rồi, trở lại. Bài tự luận. Giám sát chặt. Ăn nhau phải giám sát chặt.